Thì hôm nay tôi kính thưa các ông, các cụ ông, cụ bà, các anh, các chị, nam, nữ, thanh niên, hai họ. Thì cái giai đoạn hôm nay được ngày lành tháng tốt, thì tôi cũng thứ nhất là ông bà, ông Hùng cũng nhuận kiền cho tôi là anh quân nhà bác họ. Thì hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, thì hôm nay gia đình cũng có chục chầu, búa chầu đó. Thì riêng cụ ông, cụ bà thì riêng tôi cũng nói ngắn gọn vì đất của quê lề của thối. Thì thái đoàn nhà trai chúng tôi thì cũng có đầy đủ. Thứ nhất là ông ngoại, rồi bên nội, bên ngoại, rồi là chú bác, cô dì, rồi chỗ tình cảm bà con, rồi chỗ thông gia, nội ngoại, rồi là đầy đủ thành phần. Thì gọi là cũng nói tóm tắt ngắn gọn thôi. Chứ bây giờ cũng đọc từng người một thì cũng chết khó. Thôi thì cái việc là tôi thì vốn liếng thì nói tóm tắt thôi, chứ dùng đến mô là tôi nói đi nữa thôi. Thì hôm nay cái hạnh phúc trăm năm của các cháu thì được ngày lành tháng tốt, thì gia đình nhà gái cũng được phép cho gia đình nhà trai chúng tôi được quyền quê ngày giờ giấc, lễ nghi các thủ tục, thì riêng gia đình nhà trai chúng tôi cũng cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn bác đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai rất nhiều. Bác đã chính thức thay mặt cho gia đình nhà trai khởi thân đứng dậy giới thiệu với những thành phần rất là đủ đầy có mặt hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi trở về với gia đình nhà cái có sự diện đủ đầy của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em thân tộc nội ngoại, bạn bè của chú rể. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta cũng được vui mừng chào đón sự diện của bố mẹ thân sinh ra chú rể chính thức có mặt hôm nay. Quý vị hoan hỉ cùng dành một tràng vào tay thật lớn để chào mừng gia đình nhà trai ạ. Xin mời. Thưa quý vị, và đúng là nhà trai vừa dứt lời xong, nhà gái chúng tôi đẹp lòng cũng muốn đáp lời ngay. Khoảnh khắc này chúng ta vui mừng được chào đón bác đại diện gia đình nhà gái. Bác sẽ thay mặt cho gia đình nhà gái cũng sẽ giới thiệu với những thành phần của gia đình mình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quan viên hai họ, được sự ủy quyền của đại gia tộc họ nhà gái chúng tôi, ngày hôm nay tôi rất vinh dự và hào hứng khi được đứng trước buổi lễ lập tài ngày hôm nay để có đôi lời ngắn gọn gửi tới quan viên hai họ. Và tôi xin giới thiệu bên những thành phần có mặt trong họ nhà gái chúng tôi. Thứ nhất là ông anh là ông Quang và bà Quế nhà tôi, là người thân sinh ra cháu dâu. Thứ hai là ông anh trai tôi là ông Thanh, là người anh trai. Và thứ ba là có chú ở dưới quê lên là bà chú Sơn ấy, là con nhà ông chú. Và có anh Trung là con nhà bà O, và có bà Đăng là con nhà ông bác, và có bác Dân đây là anh cả của bác Quế. Thì được sự ủy quyền của đại gia tộc họ nhà gái chúng tôi, ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự và đón tiếp những lễ vật của buổi lễ trọng tài của họ nhà trai đã mang đến những tình cảm thân thương để gia đình họ nhà gái chúng tôi tiếp nhận những gì và họ nhà trai đã mang đến. Và tôi xin hết. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi vui mừng lắm được chào đón sự diện của gia đình nhà trai. Gia đình nhà gái cũng rất là đầy đủ các thành phần chủ chốt ở trong gia đình, gồm có các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em thân tộc nội ngoại, bạn bè của tân cô dâu cũng chính thức có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa được đến với nghi thức đầu tiên là nghi thức vấn danh, để hai bên gia đình chúng ta hiểu rõ về nhau hơn. Và quý vị, và trong khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời các bác sẽ cùng vui lòng khởi thân đứng dậy, trao cho nhau một cái bắt tay thật ấm nồng để chính thức kết nối mối tình thông gia đi ạ. Xin mời. Và quý vị, chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để những người làm chương trình chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ nạp tài long trọng cho đôi bạn trẻ Hoàng Tuấn và Cao Thuận xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, mà đúng là tình yêu là của đám say, được kết tinh từ những tháng ngày ước mong, trai lớn dựng vợ, gái ngoan gả chồng, trăm năm thắm sợi tơ hồng kết xe. Và ngày hôm nay như chúng tôi quan sát, gia đình nhà trai đã chính thức đem trở về đây 30 chầu để thưa chuyện với gia đình nhà gái. Trước khi hai bên gia đình chúng ta trao chọn cho nhau những chục chầu quan trọng này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ vị đại diện gia đình nhà trai. Xin mời bác thay mặt cho gia đình nhà trai khởi thân đứng dậy có ý kiến trao gửi về chục chầu đầu tiên của lễ ăn hỏi. Xin được trân trọng kính mời ạ. Thay mặt nhà trai hôm nay có chục chầu ăn hỏi thì tôi dâng gia đình nhà gái. Xin được trân trọng cảm ơn, và ngay bây giờ sẽ là ý kiến đón nhận đến từ bác đại diện gia đình nhà gái ạ. Vâng, thay mặt cho đại gia tộc họ nhà gái chúng tôi cảm ơn tấm lòng chân thành và những cái muốn lễ nghi vật của họ nhà trai thì gia đình họ nhà gái chúng tôi xin chấp nhận. Và ngay bây giờ xin mời hai bác đại diện trưởng đoàn cùng với bố mẹ hai bên gia đình sẽ khởi thân đứng dậy trao chọn cho nhau chục chầu đầu tiên, chục chầu của lễ ăn hỏi. Xin mời đại gia đình sẽ cùng hướng mắt về nhiếp ảnh gia để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Xin mời. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị sẽ cùng vang lên để chúc mừng ạ.
thay mặt gia đình nhà trai thì hôm nay được cũng là ngày lành tháng tốt, thì cái chụp chầu thứ hai là chụp chầu xin cưới, thì định giờ thì là ngày mai, còn là đi là 9 giờ mà về là 10 giờ kém, đi hơn về kém 9 giờ hơn là ngày 12 đó, ngày 12 đúng rồi. Kính thưa con bên hai họ, thì ngày giờ họ đã, nhà trai đã ấn định thì gia đình nhà gái chúng tôi hoàn toàn chấp nhận. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời bố mẹ hai bên gia đình một lần nữa sẽ khởi thân được dậy, trao chọn cho nhau chục chầu thứ hai, chục chầu mang nổi dung xin cưới. Quý vị chúng ta sẽ hoan hỉ dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Xin mời.
cái buổi lễ ngày hôm nay thì sẽ có một món quà âm nhạc đến từ ca sĩ Hồ Thùy, đó chính là ca khúc Mời Chầu Mời Nước. Xin mời. Như vậy đã đến giờ bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời quý vị tạm ngưng lại những công việc riêng của mình, hướng mắt về phía sân khấu. Tôi xin phép được tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Tuấn và cô dâu Cao Thuận chính thức được bắt đầu. Thưa quý vị, hạnh phúc có thể nói là ước vọng, là ước mơ của mỗi con người. Và bất kỳ ai sinh ra trong cuộc sống này đều có quyền được mưu cầu về hạnh phúc.
Và theo quan niệm của người xưa thì hạnh phúc được ví như những dòng chảy lớn chảy về những ngãy núi cao. Và khởi nguồn của hạnh phúc luôn bắt đầu từ tổ ấm gia đình. Và ngày hôm nay quý vị đang cùng chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng trong ngày cưới. Đó chính là khoảnh khắc mà chú rể Hoàng Tuấn và cô dâu Cao Thuận chính thức nên duyên vợ chồng. Nghi thức đầu tiên, xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn hãy đứng lên, quay vào nhau và trao cho nhau một ánh mắt thật yêu thương đằm thắm, trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu, kỷ vật gắn kết cuộc đời của hai bạn. Xin mời. Thưa quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại, và khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay áp út của cô dâu và chú rể, đó chính là lúc kể từ ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi, chú rể Hoàng Tuấn và cô dâu Cao Thuận chính thức nên duyên vợ chồng. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể được không ạ? Và để thể hiện tình cảm của hai bạn trước sự minh chứng của toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay, xin mời hai bạn một lần nữa hãy quay vào nhau và trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào cháy bỏng để minh chứng cho tình yêu của hai bạn trước sự chứng kiến của con viên hai họa. Xin mời. Hoài sẽ đếm từ 1 đến 3 được không ạ? 1 2 3. Xin mời hai bạn thể hiện tình cảm cho nhau ạ. Vâng, xin được cảm ơn hai bạn. Và tiếp theo, vâng, hai bạn hãy lưu lại những hình ảnh đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày vui của mình ạ. Nghi thức tiếp theo, xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn hãy di chuyển sang bên trái của phía của lễ lễ đài để thực hiện nghi thức cắt bánh ngày cưới trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Và thưa quý vị, trên tay tôi thì chưa có một món quà âm nhạc nào dành tặng cho cô dâu và chú rể. Chúng ta ai có những món quà âm nhạc, chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký được không ạ? Hãy cùng nhau nắm tay nhau và cắt những miếng bánh thật ngọt ngào trong ngày vui hôm nay. Và thưa quý vị, chiếc bánh là biểu tượng cho sự chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Và sau nghi thức này thì cô dâu và chú rể chính thức nên duyên vợ chồng. Và thứ hai nữa đó chính là các bạn mãi mãi hạnh phúc và trải qua những điều khó khăn, những vấp ngã trong cuộc sống, cùng nhau đi lên và nắm tay nhau để cùng nhau vượt qua. Và hai bạn hãy chọn cho mình một miếng bánh để mời cho nhau được không ạ? Chú rể ạ, bạn hãy chọn một miếng bánh ạ. Và tiếp theo, xin mời cô dâu ạ, bạn hãy cùng chọn một miếng bánh để dành cho người chồng của mình ạ. Thật ý nghĩa đúng không quý vị? Xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể ạ. Tiếp theo, xin mời hai bạn hãy di chuyển sang những phía tháp ly để thực hiện nghi thức rót rượu ngày cưới cho ngày vui hôm nay. Thưa quý vị, rượu được ví như nước và mật ngọt trong tình yêu và thể hiện cho sự nồng cháy và cháy bỏng trong tình yêu của đôi lứa của chúng ta. Và ngày hôm nay khi các bạn rót lên những chén rượu này thì tình yêu được ví như các bạn đó chính là giống như nước và mật ngọt. Em hãy lắc thật mạnh ạ. Thật tuyệt vời. Và xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn hãy cùng nhau rót đầy những chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn trên tiếp bàn hạnh phúc ạ. Thưa quý vị, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước để tô tỉa điểm cho được tưới lên những hàng cây, và thứ hai nữa, mật ngọt được tô điểm cho cuộc sống của mai sau. Và sau nghi thức này thì cô dâu và chú rể, tình yêu của cô dâu và chú rể sẽ luôn mặn nồng và cháy bỏng. Mở một chiếc rượu tiếp theo ạ. Lắc thật mạnh ạ.
chú ý chúng ta hãy dành nửa chai rượu còn lại để rót đầy những chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn hạnh phúc để mời lên những ba mẹ của mình ạ, và cùng nhau uống rượu giao bôi trong ngày vui hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể, hai bạn hãy rót đầy những chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn hạnh phúc ạ. Và xin mời bố mẹ hai bên sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận lấy những ly rượu hiếu thảo của hai con ạ. Xin mời ạ. Xin mời hai bạn hãy rót đầy những chiếc ly vừa được chuẩn bị thêm ạ. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của hai bên gia đình, và xin mời chú rể hãy nâng chén rượu lên mời lên bố mẹ vợ của mình ạ. Và xin mời cô dâu hãy nâng ly rượu lên lại mời lên bố mẹ chồng của mình. Xin mời. Dạ vâng, trước khi hai bên gia đình chạm ly, xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nâng ly, đan tay nhau và cùng uống rượu, cùng thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi ngày hôm nay. Xin mời hai bạn ạ. Và xin mời hai em hãy trở về vị trí của mình. Thưa quý vị, ai cũng sẽ có những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, và không đâu khác đó chính là ngày lễ thành hôn ngày hôm nay. Và trong ngày vui trọng đại này thì không thể đi thiếu đi được sự hiện diện này bởi những món quà ý nghĩa từ những người thân trong gia đình của mình. Và món quà đầu tiên đến từ phía gia đình nhà trai. Xin mời món quà đến từ bố mẹ của chú rể ạ. Xin mời hai bác hãy tiến lên sân khấu và có món quà hạnh phúc dành tặng cho hai con. Xin mời. Bố mẹ hãy ở lại sân khấu và lưu lại những hình ảnh đẹp nhất dành tặng cho hai con. Được cảm ơn món quà hạnh phúc đến từ bố mẹ của chú rể. Tiếp theo xin mời món quà đến từ bố mẹ nuôi của chú rể ạ. Xin mời bố mẹ nuôi của chú rể sẽ có món quà hạnh phúc dành tặng cho hai con, và xin mời hai bác hãy tiến về phía sân khấu ạ. Của bố mẹ nuôi của chú rể sẽ là món quà của bà ngoại ạ. Vâng, xin mời hai bác hãy lưu lại những hình ảnh đẹp nhất cùng với cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Dạ vâng, trên sân khấu lúc này đó chính là món quà đến từ bà ngoại ạ. Và sau món quà đến từ bà ngoại sẽ là món quà đến từ bác Huế ạ, chú Cường Sương, chú Sáu. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà ngoại ạ. Tiếp theo xin mời món quà đến từ gia đình bác Huế ạ, chú Cường Sương ạ, bác Huệ ạ. Của bác Huệ và chú Cường Sương sẽ là món quà của chú Sáu và anh chị Tuấn Dung ạ. Mọi người hãy cười thật tươi và lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày vui hôm nay.
món quà đến từ gia đình chú Sáu ạ, anh chị Tuấn Dung ạ. Chị Khang, chị Lâm ạ, và anh chị Tự Thảo ạ. Chị và hai cháu, xin mời hai chị hãy lưu lại những hình ảnh đẹp nhất dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Thank you.
quà đến từ em Trọng Hợp, em Hiệp Thảo ạ. Xin mời ạ. Và sau món quà này, xin tiếp theo đó chính là món quà đến từ em Hai ạ, dành tặng cho anh chị ạ. Món quà cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Sau món quà này xin mời món quà đến từ anh Quân, anh Trường và anh Phương ạ. Dạ vâng, món quà tiếp theo xin mời món quà đến từ anh Quân ạ, anh Trường và anh Phương ạ. Sẽ có món quà hạnh phúc dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay ạ. Xin mời mọi người hãy nhanh chóng trở về phía sân khấu ạ. Xin mời món quà hạnh phúc đến từ những người bạn thân của chú rể. Xin mời bạn Vũ Giang ạ, bạn Linh Phương ạ. Chúng ta sẽ có món quà hạnh phúc dành tặng cho cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay ạ. Của chú rể ạ. Cho tôi được hỏi về phía gia đình nhà trai có ai còn món quà nào dành tặng cho cô dâu và chú rể không ạ? Tiếp theo xin mời những món quà đến từ phía gia đình nhà gái. Món quà đầu tiên sẽ là món quà đến từ gia đình anh chị Trung Tý ạ. Xin mời gia đình anh chị. Sau món quà này sẽ là món quà đến từ gia đình anh chị Hường Thúy ạ.
và mẹ sẽ là người trao thay món quà này. Cùng với đó là món quà của em Thu Hương ạ. Và bố mẹ cũng là người trao thay ạ. Xin mời ạ. Xin được món quà tiếp theo đó chính là món quà của cháu Cao Lan và cháu Yến Nhi ạ. Xin mời hai cháu hãy trở về phía sân khấu để dành tặng món quà cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Cùng với đó là món quà của gia đình bạn Nam Thắm ạ. Xin mời ạ. Dạ vâng, món quà tiếp theo đó chính là món quà đến từ em Nguyễn Dương ạ. Em Dương Phương, em Dương Dương ạ. Xin mời các em sẽ có món quà dành tặng cho anh chị trở về phía sân khấu ạ. Món quà tiếp theo xin mời món quà đến từ bạn thân của cô dâu, đó chính là bạn Oanh Oanh ạ. Món quà âm nhạc đến từ bạn thân của cô dâu, đó chính là bạn Hồng ạ. Xin mời món quà đến từ bạn Hồng, bạn thân của cô dâu ạ. Xin mời em. Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào, chỉ biết được rằng anh thấy bồi hồi, dường như anh đã chót yêu em. Mọi người xung quanh từng nói về em chẳng như anh nghĩ, bỏ ngoài tai tôi dù đúng hay sai, anh vẫn yêu em đậm sâu. Chưa một lần anh thấy mỗi lần vì những gì anh đã chọn, anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em. Anh có một tình yêu rất đơn giản.
một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã cho. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em.